quá. Em xin năm bao nhiêu? Em xin năm 208. Ôi, có mặt. À vâng, mặt năm nay bố đấy. Thì thứ nhất ấy là lần sau này về nếu mà muốn theo những người mẫu ấy thì nhớ những đôi giày nhá, là đừng để đôi giày đây rồi nữa thì kỳ. Thì thứ hai á, cái này là không phải là body shaming các con đâu, nhớ nha. Đây chỉ là những cái mà bọn con cần cho cái công việc của bọn con thôi. Con về không phải luyện tập ở hai cái phần, hai cái móc vế bên này nè, để cho hai cái chỗ nó sát vào là con sẽ có những gì con muốn đó. Và thật sự ấy, cái nghề người mẫu này này nó là một nghề, chứ nó không phải là một danh hiệu, không phải là một danh xưng. Cho nên là các con cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, từ công sức đến nhịn ăn, đến ăn kiêng, đến luyện tập, thì tụi con mới có thể có được một đoạn catwalk thôi, chứ cũng chưa nói gì đến cái việc là trở thành ngôi sao. Thế nên khi mà chọn cái nghề này á, nhớ mọi thứ phải rất là quyết tâm. Và bây giờ phải đặt quyết tâm ngay lập tức vào hai cái này nha. Thì anh Trung say yes, thì anh tất nhiên anh cũng say yes rồi, bởi vì anh thấy có tiềm năng rất lớn của em và cũng muốn tạo cơ hội cho bà cháu để đi casting. Chứ 208 có gì nữa, còn cái lúc cả tuổi có chị Lương như này. 208 là bây giờ mới học lớp 11. Thì mẹ Thư làm sao, mẹ Thư đồng ý cho cô gái này một cơ hội không ạ? Nhưng mà BU có đào tạo kịp không? Chưa biết. Có đào tạo các lớp lại kịp không? Cái khúc này thì để chị Ly nói luôn là nếu như em có điều kiện nha, thì hãy theo học BU cho đi. Tại vì ít nhất nếu chị thấy em là người có tiềm năng, nhưng cần là rèn giũa, mà để rèn giũa thì phải có người hướng dẫn. Nên là nếu như có điều kiện chị theo học một khóa vẫn nào đó tốt cho bạn, nhưng mà thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ là một buổi sáng. Ok, vậy thì chú sẽ cho cháu một học bổng giảm giá 50% khóa học của VU Academy cho Fashion Week lần này. Đồng ý chưa? Dạ. Về xin phép bố mẹ rồi sau đó xong quay trở lại gặp học chú. Còn trúng show hay không nằm ở chỗ cháu nha. Ở đây thì không cam kết là trúng show, mà ở đây chỉ đào tạo cho những người có tố chất. Muốn là muốn cho con cái cơ hội con trải nghiệm. Để các con phải có trải nghiệm, các con mới có lựa chọn đúng không? Cho nên con còn rất trẻ, trải nghiệm để đưa ra lựa chọn cho đúng. Với điều kiện là BU phải đào tạo đấy. Ok, chúc mừng. Dạ, em xin cảm ơn các bạn nhé. Across the Vietnam International Fashion Week. We're back.